Hội tam điểm và quyền lực trong bóng tối. Thưa quý vị và các bạn, những ai đã từng đọc tiểu thuyết Biểu tượng thất truyền của nhà văn nổi tiếng Dan Brown thì khó mà quên được các chi tiết con số 13 và con mắt thông huyền, những thứ tượng trưng cho hội kín hội tam điểm cùng những câu chuyện nhuốm màu kỳ bí. Hội tam điểm là một hội kín ra đời từ xa xưa. Tuy nhiên, việc hội này ra đời từ bao giờ và trong bối cảnh nào thì hiện vẫn chưa có tài liệu lịch sử nào được cho là xác thực nhất. Hội kín tam điểm còn để lại nhiều dấu ấn ở các quốc gia và ảnh hưởng trong hồ sơ liên quan đến các sự kiện lịch sử. Tại sao gọi là tam điểm? Theo phần đông ý kiến của các nhà nghiên cứu lịch sử thì hội tam điểm Freemasonry là một tổ chức huynh đệ có nguồn gốc từ thời Trung Cổ, chính thức ra đời ở thị trấn nhỏ Warrington, Anh vào năm 1646. Hội này kết nạp các hội viên không những xuất thân từ các gia tộc quyền quý, thông tuệ các lĩnh vực chính trị, khoa học, nghệ thuật mà còn giàu lòng bác ái, theo đuổi tôn chí mục đích vì sự tiến bộ của xã hội và nhân loại phi giáo điều nhằm tiến tới sự hoàn thiện của nhân loại. Theo sử sách, hội tam điểm không phải là một dạng dị giáo, cho dù các thành viên được kết nạp vào hội theo các nguyên tắc và nghi thức thần bí. Họ sử dụng các yếu tố khoa học, tâm linh, tôn giáo như lựa chọn các số tự nhiên đẹp, các biểu tượng tự nhiên, yếu tố thần bí của tôn giáo, tính trang nghiêm của các nghi thức hành lễ cổ xưa để trao đổi cùng nhau và thực hiện sứ mạng khai sáng nhân loại của mình. Trong những ngày đầu thành lập, hội tam điểm thường tham gia vào các hoạt động từ thiện, phát huy tình huynh đệ và tôn trọng những giá trị đạo đức, mong muốn chia sẻ công việc và đóng góp lợi ích cho xã hội. Nhiều nguồn tư liệu dẫn ra rằng thành viên của hội này có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời và ước khoảng 5 triệu người. Từ gốc của hội tam điểm bắt nguồn từ chữ Mason, có nghĩa là thợ nề. Một số tài liệu cho rằng hội tam điểm ra đời từ trước công nguyên trong thời kỳ xây dựng đền vua Solomon và thợ nề thủ ấy xây dựng các công trình bằng cách đẽo gọt, ghép những khối đá nặng vài ba tấn mà không dùng đến vôi vữa. Từ Freemason, thành viên hội tam điểm được ghép từ Free, tự do và Mason, thợ nề, mang ngụ ý nền tảng tự do hay theo đuổi sự tự do. Từ tam điểm du nhập vào Việt Nam từ tiếng Pháp và người Pháp. Các sư huynh, Frère hay sư phụ, Maître khi viết cho nhau thường viết tắt là F và M với ba dấu chấm hình tam giác phía sau và vì thế người Việt quen gọi là tam điểm. Biểu tượng của hội tam điểm trông giống như hình chiếc compa trong môn hình học bởi chính chiếc compa, hình vuông và kim tự tháp vừa là những dụng cụ thể hiện sức mạnh thần bí vừa tạo nên nét đặc trưng của hội. Nhà toán học Pythagore, sinh 570 trước công nguyên, mất 495 trước công nguyên, người tiên phong trong nền tảng của tất cả các loại hình kiến trúc và toán học, được truy phong là một trong những thành viên khai sáng hội tam điểm vì nhờ ông, hội mới có biểu tượng đặc biệt như thế. Các ứng viên muốn gia nhập hội hay khi được giới thiệu kết nạp phải trải qua quá trình sát hạch nghiêm ngặt với một cuộc điều tra về lý lịch, học thức, môi trường sống và phải trả lời suôn sẻ mọi câu hỏi mà hội viên khác đưa ra trong khi bị bịt mắt. Khi đủ điều kiện trở thành hội viên, ứng viên phải bảo toàn tính cơ mật của hội và không được tiết lộ tên của thành viên khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bộ phận điều hành của hội được gọi là chi hội lớn. Trên thế giới, tam điểm có nhiều chi hội nhưng không có một cơ quan điều hành đơn nhất. Có khi một chi hội có thể chỉ có một người. Dù danh tính hội viên hội tam điểm được giữ bí mật, nhưng theo thời gian, điều này dần dần phải lộ ra. Từ đó, người ta mới biết được nhiều nhà chính trị, nguyên thủ quốc gia là thành viên của tam điểm. Ấn tượng nhất là các vị tổng thống Mỹ như George Washington, Benjamin Franklin, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, các nhà khoa học lỗi lạc như Charles Darwin, Isaac Newton. Còn trong giới văn học nghệ thuật là danh họa vĩ đại Leonardo da Vinci, nhà soạn nhạc chứ danh người Áo, Mozart, nhà văn Mark Twain, tiểu thuyết gia trinh thám Arthur Conan Doyle. Chỉ cần lướt qua những cái tên này, chúng ta cũng đủ hình dung phần nào quyền lực và sức hút thần bí của một hội kín vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Dấu ấn của hội tam điểm trong lịch sử chính trị Mỹ. Các tư liệu sử học cho rằng nhiều tổng thống có công lập nên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là thành viên hội tam điểm như George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin. Kể từ khi giành được độc lập từ tay người Anh, phải mất hơn 10 năm ròng rã, George Washington mới chọn được vùng đất làm thủ đô mới cho nước Mỹ, chứ không lấy các thành phố vốn là nơi khởi phát cách mạng Mỹ như Boston, Pennsylvania hay thành phố New York. Theo cách nhìn của George Washington, thủ đô Washington DC ngày nay có vị trí địa lý hội tụ đủ các yếu tố phong thủy. Công việc thiết kế trung tâm chính trị của thủ đô Washington DC được giao cho kiến trúc sư người Pháp Pierre-Jacques Longfong, cũng là một thành viên hội tam điểm. Khi nhận lệnh lập đồ án thiết kế, khởi công xây dựng thủ đô Washington vào đầu năm 1791 từ các tổng thống George Washington và Thomas Jefferson, Pierre-Jacques Longfong đã áp dụng rất nhiều nguyên tắc kiến trúc và thiết kế khác nhau, vừa khoa học, vừa kế thừa các truyền thống kiến trúc Ai Cập, La Mã và Hy Lạp cổ đại, vừa phải tính toán kỹ lưỡng kích thước và tỷ lệ cân xứng chuẩn mực của các công trình.
đưa các yếu tố tôn giáo cũng như phối trí hài hòa ảnh hưởng của các thành tố đất, nước, gió, lửa. Để thiết chế chính quyền Mỹ đạt được vượng khí và sự bền vững, không những các công trình chính biểu trưng cho chính quyền mà còn cho hệ thống đường xá, nhà cửa của thủ đô Washington DC cũng được Long Phong đưa vào bản thiết kế với các yếu tố phong thủy, thể hiện các biểu tượng kỳ bí của hội Tam Điểm. Thứ nhất, Long Phong không đặt nhà Quốc hội và nhà Trắng nằm trên cùng một trục đường, không để hai thiết chế Quốc hội và chính quyền ở thế đối đầu nhau. Từ Quốc hội sang nhà Trắng và ngược lại, phải đi qua ít nhất hai cung đường. Thứ hai, do Tổng thống lập quốc George Washington và hầu hết các nhà sáng lập nước Mỹ là những người theo đạo Cơ đốc, nên ảnh hưởng tôn giáo thể hiện rõ trong tiêu chí vận hành chính quyền. Điều này không chỉ thể hiện trong việc thiết kế đồng đô la Mỹ với dòng chữ In God We Trust, chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, mà còn trong chính thiết kế của Trung tâm Quyền lực Hiệp chủng quốc. Nếu nối hai đường thẳng, một đường từ đỉnh mái vòm tòa nhà Quốc hội Mỹ đến đài tưởng niệm Abraham Lincoln, một đường từ Nhà Trắng tới đài tưởng niệm Thomas Jefferson, thì sẽ thấy hình ảnh một cây thánh giá khổng lồ nằm ngay khu vực trung tâm quyền lực của nước Mỹ. Điều này không chỉ nhìn thấy trên bản đồ mà còn nhìn thấy rất rõ trên các bức ảnh chụp từ trên cao. Thứ ba, hình tượng ẩn dụ của con cú vọ, một linh vật của hội Tam Điểm, hiện diện rất rõ trong khu vực trung tâm quyền lực nước Mỹ với hai con mắt nhìn xuống toàn bộ khu vực Washington Mall. Còn phần đức và trái tim ôm trọn toàn bộ nhà Quốc hội Mỹ. Đối với hội Tam Điểm, hình tượng cú vọ thể hiện sự khôn ngoan, có khả năng nhìn xuyên thấu, nhìn một cách tường tận những gì mà người khác không thể nhìn thấy, cho dù được che giấu kỹ đến đâu. Trong thần thoại Hy Lạp, cú vọ là biểu trưng của nữ thần học tập. Còn một trong số đơn vị tiền tệ của La Mã, Hy Lạp cổ đại và hiện nay, cú vọ biểu trưng cho địa vị, sự thông tuệ và của cải. Theo quan niệm truyền thống của người Việt, thì tiếng kêu và sự xuất hiện của cú vọ là điểm xấu, báo trước cái chết. Tuy nhiên, đối với hội Tam Điểm, cú vọ chính là thủ lĩnh của bóng đêm, bảo vệ linh hồn và các di sản tinh thần của người đã mất, chuyển sang thế hệ kế tiếp. Trong các số tự nhiên, các thành viên của hội Tam Điểm tin vào sự kỳ diệu của một vài số tự nhiên, trong đó có con số 13 và 33. Con số 33 tương ứng với 33 đốt sống lưng của tuyệt đại đa số con người trên trái đất. 33 đốt sống này liên kết chặt chẽ giúp con người đứng thẳng và hướng nhìn về phía trước. Mặt khác, cấp độ 33 là cấp độ cuối cùng trong thang bậc xếp hạng của hội Tam Điểm trên mái vòm Rotunda của tòa nhà Quốc hội Mỹ, được chống đỡ bởi 33 chiếc cột. Mỗi chiếc cột lại cao đúng 3,3 mét, đồng nghĩa với sự trường sinh của quyền lực nhân dân tới Quốc hội Mỹ. Ngoài con số 33, con số 13 cũng được hội Tam Điểm sử dụng thường xuyên, trong khi đối với đạo Thiên Chúa và hầu hết các nền văn hóa khác thì con số 13 được coi là con số xui xẻo, vì con số 13 ứng với số thứ tự của Juda, vị tông đồ cuối cùng đã phản lại Chúa Giêsu. Còn ngày thứ 13 nào trong năm mà rơi vào thứ 6 thì được coi là ngày đen đủi. Đến nay, nhiều tòa nhà cao tầng ở cả châu Âu lẫn châu Á không đánh số tầng thứ 13, thì đối với những thành viên hội Tam Điểm, con số 13 được giải thích ở các khía cạnh tích cực nhất. Cũng như con số 33 tương ứng với số đốt sống lưng của người, con số 13 cũng được các thành viên hội Tam Điểm giải thích theo cách lấy con người làm trung tâm. Theo đó, con số 13 tương ứng với toàn bộ số khớp nối của cơ thể, giúp con người vận động và di chuyển linh hoạt. 13 chính là con số 12 chuyển động xoay quanh hạt nhân, chẳng hạn như 12 vị tông đồ quay tụ quanh Chúa Giêsu, 12 chòm sao trong hệ mặt trời. Họ cho rằng sự ra đời của nước Mỹ với 13 bang miền Bắc là các thành viên sáng lập ban đầu của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được xem là sự sắp đặt của đấng tạo hóa. Tờ 1 đô la là tờ giấy bạc phổ biến nhất nước Mỹ. Trên tờ bạc này quy tụ những biểu trưng và ám thị của số bí thuật, chẳng hạn kim tự tháp rạng rỡ, con mắt thông huyền, số 13 xuất hiện dày đặc, 13 ngôi sao trên đầu đại bàng, 13 tầng kim tự tháp, 13 vạch ngang trên tấm khiên, 13 nhành và 13 quả trên khóm ô liu, 13 mũi tên trong một bó, rồi cả hai dòng chữ Latin Annui Coeptis và E plus Bird Unum đều gồm 13 ký tự. Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều các dẫn chứng về ảnh hưởng nhiều mặt của hội Tam Điểm đối với nước Mỹ, và cho thấy ngay từ thuở lập quốc, giới tinh hoa của nước Mỹ không chỉ tin tưởng ở bản thân, ở một thiết chế lành mạnh, mà còn tin rằng nếu các công việc của họ phù hợp với quy luật của đất trời thì nước Mỹ sẽ trường tồn và thịnh vượng. Dấu ấn hội Tam Điểm ở Việt Nam. Quá trình đi xâm chiếm và khai phá thuộc địa kéo theo sự hiện diện của các thành viên hội Tam Điểm trên thế giới. Việt Nam bị Pháp đô hộ gần một thế kỷ và hơn 20 năm sau đó lại có sự tham gia của Mỹ ở miền Nam. Việc có mặt của hội Tam Điểm tại Việt Nam là chuyện dữ hiệu trong khoảng thời gian này. Các thành viên của hội Tam Điểm đã xuất hiện ở Việt Nam trong vai trò của những người đi khai hóa văn minh trong thời kỳ thuộc địa Pháp như Auguste Pavy, Chasseloup Loba, Albert Sarro. Cũng có không ít người Việt Nam, nhất là những trí thức qua Pháp, đòi hoay đi tìm con đường đòi độc lập cho Tổ quốc, cũng đã tìm đến hội Tam Điểm. Có thể nói, họ đều là những người xuất sắc thành công trong xã hội, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, văn hóa, chính trị, tôn giáo như Nguyễn Văn Vĩnh, Vua Duy Tân, Nguyễn Ái Quốc, Bùi Quang Chiêu, Tạ Thu Thâu, Trần Trọng Kim, Phạm Quỳnh, Hoàng Minh Giám. Một phần lớn được kết nạp tại Pháp khi du học, hoặc có những người là thành viên của hội Tam Điểm
lại là nòng cốt trong chính quyền thuộc địa Pháp, những người đóng vai trò nhất định trong sự bình định và khai hóa thuộc địa. Tác giả Trần Thu Dung trong cuốn sách Sự hiện diện của thành viên Tam Điểm tại Việt Nam đã viết: việc từ chối kết nạp những người bản xứ vào Tam Điểm là hiển nhiên. Khi đã coi ai là thấp hèn hơn mình thì sự bình đẳng và dân chủ rất khó thực thi. Cũng như ở các thuộc địa khác của Pháp như Congo, Brazzaville và Bắc Phi, việc kết nạp người bản xứ là cả một vấn đề. Ở Việt Nam, vấn đề này càng trở nên nóng hổi vì các phong trào nổi dậy đòi độc lập ngay từ những ngày đầu tiên của chế độ thực dân nên huynh đệ Tam Điểm rất ái ngại. Các nước châu Phi vốn nhu mì và dễ bảo hơn, đám An Nam cứng đầu không muốn làm nô lệ vì bản thân đất Việt có một nền văn hóa lâu đời và một truyền thống đấu tranh giành độc lập. Năm 1946, tướng Lích Lê được cử ra Hà Nội để lo giữ Bắc Kỳ. Ông đề nghị khôi phục lại Tam Điểm tại Hà Nội, chi nhánh tình huynh đệ Bắc Kỳ được Eugene Bethe khôi phục lại. Các hội khác ở Hà Nội ngừng hoạt động hoàn toàn. Một số hoạt động yếu ớt do tình hình căng thẳng, không an toàn để hội họp. Năm 1952, Thẩm Hoàng Tín, một thành viên Tam Điểm, lúc đó được bầu làm thị trưởng, đã đề nghị các huynh đệ Tam Điểm trao trả độc lập hoàn toàn trong vòng 18 tháng cho Việt Nam. Chức sắc Tam Điểm Greyberg phản đối kịch liệt. Ông đã báo cáo với đại tướng về những huynh đệ đang ham hở chống Pháp: ta có thể coi như Tam Điểm ở miền Bắc hoàn toàn không còn tồn tại nữa, vì những thành viên Tam Điểm Việt Nam đã hiểu được thực chất của các chữ tự do, bình đẳng mà các huynh đệ Pháp tuyên truyền. Họ ý thức được là phải đấu tranh giành độc lập cho dân tộc thì mới có được sự tự do bình đẳng thực sự. Đại đa số trí thức thời đó chỉ là những thông ngôn, thầy ký, sáng sách ô đi, tối sách ô về, cuộc sống buồn tẻ. Họ hiểu họ chỉ là những công chức quèn hạng bét trong sở, bằng cấp cao cũng không được bình đẳng với mấy tay Pháp chính thống học thấp và kém khả năng hơn. Sự bình đẳng trong xã hội người bóc lột người là ảo tưởng. Nhiều trí thức qua Pháp loay hoay đi tìm con đường đòi độc lập cho tổ quốc cũng đã tìm đến hội Tam Điểm để tham gia, như Nguyễn Thế Truyền, Tạ Thu Thâu, Nguyễn Ái Quốc, Trịnh Đình Thảo, Dương Văn Giáo. Nghiên cứu hội Tam Điểm sẽ giúp hiểu sâu hơn vấn đề thuộc địa Đông Dương và sự có mặt của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Qua đó, chúng ta sẽ thấy một phần sự thật bị che khuất trong giai đoạn lịch sử hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc và những chiến thắng đầy thông minh và khôn khéo của người Việt Nam trước những thế lực hùng mạnh thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video. Nhớ ấn like và đăng ký kênh Câu Chuyện Lịch Sử để đón xem video mỗi ngày nha.